tới chơi dì ba này các bạn. À, cô đây là Việt Kiều, cô chơi dì ba để tặng quà dì ba đó. Này hôm nay cua ngon không các bạn? Lừa 2 ký gạch, 2 ký thịt trước đi. Mình lấy cho bên đây cho 2 ký gạch. Cô chờ chú để bác cho cô đi về. Cốm giùm em đi. Cốm. Ở bang nào vậy? Chị ở Mỹ. Ở bang nào anh? Ờ, California, San Francisco. Rồi lấy cho 2 con gạch nữa chị. Gạch phải không? Uống gạch đó cô. Chiều mình về mua của chị ba này các bạn. Chị ba này các bạn. Cái đó là gạch đó không nha. Gạch 2 con gạch nữa. Em đem cái bịch ra. Nè, bố đầu ạ. Dạ, lên đi con lấy nha. Dạ, lên đi. Bố. Ờ, cái của chị nghe nói là cái sợ mà. Thật ra có những người chị thấy lấy cho con hai con gạch. Đây, là bán như chị là mất thu dữ lắm. Ai cũng mới vừa lấy con hai con ai cũng chạy vô lấy rồi không trả tiền. Nó còn ba con vua thật bự vậy ba ơi. Đó, khi mà chị thấy là bốc thăm đó, bốc thăm á thì từ người đó thì chị thấy cái đó là tốt hơn. Ờ, nó thứ tự hơn. Chị hôm nay chị nói chị ra chị mua cua thì chị tặng chị ba cái gì hả? À, đệ tử chị đâu rồi? Đưa cái hộp cho chị. Đây ở bên Mỹ gửi về cho tặng chị ba này, tặng quà cho chị ba đó, bị Mỹ này đó chị ba. Tặng quà riêng cho chị ba. Chị ba cất kỹ chứ. Con ngon ngon đi chị ba. Ba ơi. Đẩy qua đây chị nói đi nè này. Lấy con gạch cho con đi con đi. À. Ba con gạch. Đây nè con. Dạ, từ từ lấy cho cái cô thấy cũng vui. Gặp được cái người mà mình lái mộ. Chưa để chia sẻ tên chị là gì không? Chị hả? Chị tên Kim Loan. Chị Loan Việt Kiều Mỹ Đức. Chị đi Việt Nam bao lâu rồi chị? Chị đi về ngoài à em. À, lần đầu tiên. Này mình có mua về bên bển nào không chị? Ở bển thì không có vô được. Không, giờ mình mua bên này về bên đó không? Em ở đi. Mình có mua bên này về qua Mỹ. Cái con này lấy con đi, đang cầm cái quán cạnh hôm qua Mỹ đâu. Cho lấy con đi, ba đang cầm được đó. Đá to với ba. Thì ba lấy cho con gạch chút đi. Đây nè. Gạch chút đi. Đó, làm tôi lớn quýnh chị thì người lớn tuổi cho dầu với lại sao lông bát thôi. Cho dầu sao lông bát cho bỏ vô. Rồi lựa cho con. Dạ, đây con. Hai ký gạch, hai ký thịt. Có dao rồi chị bạn ơi. Hai. 2 ký nè. Đây. Mấy ký? 2 ký. Thêm con nữa. Thêm con nữa. Ba kiểm tra cho tất cả rồi người ta mới cân cho khách. Chứ không phải nhưng mà cái cô hôm qua mà chị chửi gì ba nói tấp đâu. Em bỏ con to hồi nãy ra, con to hồi nãy ra. Con này nè, bỏ con nào. Chị ba kiểm tra lại đi chị ba cho nó ngon. Con này.
con này nó hơi nhỏ chút rồi. Rồi của con nhiêu? Để cho nó cân. 1.504.000. Rồi con. Chưa chào con một chút. Ai gặp một bệnh nha dì ba ơi. À, ai gặp một cuối tuần. Bự bự nha dì ba. Chị ơi, 3 triệu chẳng á chị. Không có cốm nha chị, hôm nay có cốm. Rồi, chừng nào có cốm mà thầy ký của chị là 3 triệu chẳng đó. Rồi, ký đếm tiền lại có đủ 3 triệu không? 3 triệu đếm có được nha. Không, đúng rồi chị, đúng rồi dạ. Đúng không? Rồi, rồi. Đây. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Ôi, chúc chị ba buôn may bán đắt nha. Cảm ơn nha. Con đi về. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ con. Một con. Ai giật một con. Con này con đặt con ngon con chị ba con nó. Con cho con cua đi. Bắt. Đi lấy cô phụ. Cứ xin là cô. Đó là chị ba lâu lắm con nhớ. Biết đâu tại hồi đó là nhỏ, giờ lớn thì bao quên. Okay.
Đây khách nước ngoài ăn này các bạn. Chị anh là người ở đâu vậy chị? Ấn Độ. Ấn Độ hả? Ăn có được không chị? Cua ngon không chị? À. Đây là anh chị. Anh là người khách Ấn Độ này các bạn. Để ăn cua gì ba? Anh có khen không chị? Dạ à, rồi, cảm ơn. Đây anh chị ăn cua này các bạn. Ngồi ăn tại chỗ luôn ngay đây, vừa ba kế bên luôn các bạn. Cho dầu với đồ đó, cho dầu Mỹ đó. Dầu Mỹ với lại xà bá. Việt Kiều cho. Đây con bé kia nó cho dì ba nè. Cho dì ba đây mới trà. Trà sữa kia uống cho nó béo ra. Trà sữa. Đồ uống cái mập hả? Ghê không? Khách cho ghê không?